là Vi. Còn mình là tên là Hào. Hôm nay mình có thêm cả Kỳ Yến đây. Bọn mình mỗi đứa 10.000. Thì bọn xem mọi người xem là mình có 10.000. Sao bọn mình xem mua những thứ gì đi theo bọn mình nào. Mọi người ơi,
mình sẽ ăn mãi bóc. Mình bóc được rồi. Bây giờ mình sẽ mút thử nha. Cái chào. Đi, đi, đi đâu? Rồi chào. Mọi người vừa đi mua về quà chú này. Mình vừa được bóc cái này. Bây giờ nó thành ra một cái tiếng hít sò. Nó một tí nha. Nó kiểu gai gai kiểu gì. Các bạn ơi, đừng có gai gai. Bây giờ mình xem cái miệng nó ngon. Vào mút gì nha. Bây giờ nó ngon. Cái kia em có bóc nha. Có. Tương tự màu xanh là cây này. Cây này. Ngon cực. Video của chúng tớ đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ nhấn like.